Một lần nữa Mai Tuấn rất vui để tiếp tục phần tin còn lại của ngày hôm nay. Sau đây là tin Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp phải tôn trọng chủ quyền biển đảo. Trước vụ việc các thương hiệu thời trang sử dụng bản đồ đường lưỡi bò, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động ở đây phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó nghiêm cấm các nội dung trái với thực tế về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Phát ngôn viên bà Lê Thị Thu Hằng đã cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên yêu cầu bình luận về việc một số nhãn hàng nước ngoài sử dụng bản đồ có đường 9 đoạn trên trang web bản tiếng Trung Hoa trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 8 tháng 4. Hồi đầu tháng thì đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam đã kêu gọi tẩy chay hãng thời trang Thụy Điển H&M trước thông tin Bắc Kinh đã thành công trong việc buộc hãng này tuân thủ yêu cầu là sửa bản đồ có vấn đề liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như chủ quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Đó là lời nói của bà Thu Hằng. Bà đã đưa tuyên bố như vậy trên trang web của Bộ Ngoại giao. Bà nói, mọi hình thức tuyên truyền quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông. Bản tin thứ hai nói đến công ty Vingroup của Việt Nam dự định phát hành cổ phiếu để trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tập đoàn Vingroup là tập đoàn lớn nhất Việt Nam đang xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng gọi là IPO tại Hoa Kỳ đối với VinFast và có thể đạt được mức định giá khoảng 60 tỷ Mỹ Kim theo các nguồn tin thân cận của hãng Bloomberg và Reuters đã đưa tin như vậy hôm 12 tháng 4. Theo nguồn tin của hãng Bloomberg thì nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Việt Nam hiện đang làm việc với các tổ chức tư vấn để có thể tiến hành IPO ngay trong quý 2. Hãng Reuters cho biết là tổ chức Credit Suisse Hong Kong chào bán tiềm năng trên thị trường chứng khoán New York. Nếu mọi việc thuận lợi thì đợt IPO có thể giúp cho tập đoàn của Việt Nam huy động từ 2 đến 3 tỷ Mỹ Kim với mức định giá thấp nhất cho VinFast là khoảng 50 tỷ Mỹ Kim. Nếu thành công thì nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì thông tin chi tiết như vậy, hay nói một cách khác là thông tin quy mô và thời gian của đợt IPO của VinFast có thể sẽ thay đổi khi các cuộc thảo luận với đơn vị tư vấn vẫn chưa được diễn ra. Và đây là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Việt Nam sau đợt bán cổ phiếu lần đầu trị giá 1.4 tỷ Mỹ Kim của Vinhome năm 2018. Thưa quý vị, đó là bản tin đã chấm dứt phần tin ngày hôm nay của chương trình VBS. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.